Sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội toàn cầu đang tác động mạnh mẽ, nhiều chiều đến mọi mặt đời sống xã hội. Bên cạnh những lợi ích mang lại thì mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá đảng và nhà nước. Trong đó, thế hệ trẻ là một trong những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất. Chính vì vậy, định hướng tư tưởng trong thanh niên, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, được xem là nhiệm vụ quan trọng của đoàn các cấp hiện nay. Không khó để bắt gặp những thông tin bịa đặt chống phá đảng, nhà nước ta trên một số trang mạng xã hội. Nếu không có lập trường tư tưởng vững vàng, sự hiểu biết cơ bản về đường lối, chủ trương của đảng và nhà nước, các bạn trẻ dễ bị cuốn theo, bình luận, chia sẻ quan điểm riêng, dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho xã hội. Giải pháp cơ bản lúc này là các cấp bộ đoàn cần tăng cường giáo dục tư tưởng, lối sống cho đoàn viên. Thứ nhất thì là đã tổ chức hoạt động về tuyên truyền để nhằm giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. Thứ hai nữa là duy trì tốt các đội hình nắm bắt dư luận xã hội. Thứ ba là chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn huyện thì duy trì tốt các cái kênh thông tin, trang mạng xã hội để chúng ta có thể tuyên truyền và định hướng đúng cho đoàn viên thanh niên. Một trong những hình thức giáo dục hiệu quả được tổ chức đoàn các cấp duy trì chính là thường xuyên tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật về sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt là luật an ninh mạng. Thông qua việc thành lập các trang, nhóm trên Facebook, Zalo, các tổ chức đoàn đã kịp thời tuyên truyền tập hợp nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, vạch trần những âm mưu thủ đoạn của địch và khuyến khích để họ mạnh dạn bày tỏ quan điểm, thẳng thắn đấu tranh, bài trừ các thông tin sai sự thật, đồng thời đăng tải, chia sẻ các thông tin mang tính định hướng để mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng. Khi mà nhận được sự được công văn của Ban Thường vụ huyện đoàn về những cái mà tin báo xấu trên các trang mạng xã hội và cũng nhận được những cái thông tin mà báo xấu trên mạng xã hội mà tôi nắm được, tôi đã chỉ đạo cho ban chấp hành đoàn xã là tuyên truyền những cái báo xấu trên các trang mạng và bản thân cũng đã tuyên truyền trên trang cá nhân để các đồng chí đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân nắm được để tránh những cái thông tin sai lệch. Đoàn phường cũng đã xây dựng một cái trang thông tin điện tử tập trung là tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các nguồn thông tin đã được kiểm định thông qua trang thông tin điện tử để các bạn đoàn viên thanh niên có thể thông qua trang thông tin điện tử để nắm được các thông tin đúng, và cũng tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên là hạn chế chia sẻ các bài viết không đúng sự thật chưa được kiểm định. Đến nay, 100% tổ chức đoàn các cấp đã thành lập và quản lý tốt các trang Facebook của đoàn, thường xuyên đưa tin về chuyên mục Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, để nhân lên nhiều việc làm ý nghĩa trong cộng đồng, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đây cũng là kênh thông tin chính thống để định hướng tư tưởng cho thế hệ trẻ. Bản thân tôi thì cũng đã tuyên truyền đến các bạn đoàn viên thanh niên là mình cũng sẽ phải tìm hiểu và nghiên cứu thật kỹ thì bắt đầu mới chia sẻ những cái trang thông tin tích cực đến những người dân, chứ không chia sẻ bừa bãi các bài mà nó thông tin nó không được chính xác thì là ảnh hưởng đến các dư luận. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Góp phần hoàn thành nhiệm vụ này, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh của thế hệ trẻ, trở thành lực lượng xung kích đi đầu trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của dân tộc ta.